Xin chào các bác nhá. Em tiếp tục lên cho các bác một con giải mã đời cao, hàng đẹp. Đây các bác nhá, giải mã đời cao và hàng rất là đẹp luôn. Đây là con giải mã của Onkyo, có mã là L9X. Đấy. Hàng cao cấp các bác nhá, dòng đời rất là cao. Đây, mời các bác nhìn qua nhá. Các bác muốn làm giải mã thì các bác cắm đường quang vào đây cho em, kết nối Smart TV vào đây, được chưa ạ? Đấy, cắm TV vào đây, sau đó thì nó có hai cổng out này các bác này. Đấy, một trong hai cổng này các bác có thể cắm xuống con đẩy. Có thể cắm xuống con đẩy hoặc con âm ly to để mình hát karaoke, nghe nhạc cực kỳ hay. Và có cổng trầm riêng nhé, đây là cổng trầm riêng, đây là cầu loa, đây cắm điện thoại. Hàng sản xuất tại Nhật các bác nhé. Con này giá em báo luôn nhé, con này thì em bán theo giá gọi là không series ở đây nhé. Đấy thì để các bác giá con này là 1.990.000 nhá. Đấy 1.990.000 để về các bác làm giải mã Onkyo L9X. Hình thức thì nói chung là quá đẹp luôn các bạn, nó là hàng đấu mạng nên là hình thức cũng rất là đẹp. Đấy. Về các bác làm giải mã cực kỳ hay. Bác làm đam mê cái bộ môn karaoke thì lấy con này về mà nó giải mã từ tivi xuống tiếng hay lắm. Thì đấy là về cái chất nhạc qua công suất. Còn các bác muốn làm giải mã từ trên TV xuống chỉ việc chuyển cho em về chế độ digital. Đó thì ngay lập tức là nó sẽ cho các bác một cái nguồn nhạc rất là sạch từ trên TV xuống. Nó khoảng 24 bit các bác nhá. Đấy tiếng rất là hay và trong. Rồi, đấy, bác nào mà chốt con này thì alo cho em số điện thoại đặt hàng là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Một trong hai số gọi cho em số nào cũng được, hoặc có thể là lên hệ cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhé.